Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt thêm hai phóng viên liên quan tới vụ một nhà báo cưỡng đoạt 210 triệu đồng của doanh nghiệp. Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang ông Trần Trọng Lâm, Phó trưởng Ban xã hội bạn đọc báo Sức khỏe và Đời sống, Hà Nội cưỡng đoạt 210 triệu đồng của một phòng khám trên địa bàn TP. Bắc Giang, ngày 26 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ đối với hai nữ phóng viên. Hai nữ phóng viên bị tạm giữ là Trần Tiết Nhung, 40 tuổi, trú tại P, Láng Thượng, Quy. Đống Đa, TP, Hà Nội, nguyên phóng viên tạp chí Môi trường và Sức khỏe, hiện là nhân viên tập sự tại tạp chí Môi trường và Đô thị, và Bùi Thị Xuân, 41 tuổi, trú tại P. Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, phóng viên tạp chí Môi trường và Sức khỏe. Các đối tượng Nhung và Xuân có mối quan hệ quen biết với ông Trần Trọng Lâm, Phó trưởng Ban xã hội bạn đọc báo Sức khỏe và Đời sống. Ông Trần Trọng Lâm tuy không được người có thẩm quyền phân công nhiệm vụ tác nghiệp theo dõi các phòng khám, nhưng đối tượng này biết anh Dương Văn Tê. Ở Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP, Hà Nội là một trong nhiều cổ đông thành lập hệ thống 4 phòng khám bệnh tại địa bàn thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định và Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Qua quen biết và trao đổi với nhau, ba đối tượng này phát hiện các phòng khám của anh Tê có một số sai phạm nên đã uy hiếp đe dọa anh Tê phải nộp số tiền 210 triệu đồng để chia nhau nhằm bỏ qua sai phạm, không viết bài đăng báo. Chiều 25 tháng 7, khi ông Trần Trọng Lâm đang nhận 210 triệu đồng của anh Tê thì bất ngờ bị tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và Công an Quy, Hoàng Mai bắt quả tang tại khu vực P, Đại Kim, Quy, Hoàng Mai, TP Hà Nội tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Trần Trọng Lâm, lực lượng công an thu giữ một cây CPU, một máy tính xách tay, một USB. Ngày 26 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với các nghi phạm Trần Tiết Nhung và Bùi Thị Xuân về hành vi cưỡng đoạt tài sản với vai trò đồng phạm cùng Trần Trọng Lâm để điều tra, mở rộng vụ án.